Kính thưa quý vị, đây là những đoạn video ngắn đã được các khách bay ở một số phi trường của các nước. Người ta đã tình cờ, người ta tổng hợp và người ta ghi hình lại được quý vị. Và từ đoạn video có thể thấy, các nhân viên bốc xếp hành lý của những phi trường này, họ đã ném và họ đã quăng cái hành lý của khách hàng, quăng lên trên cái hệ thống dây chuyền truyền trả đồ, quăng một cái cách không thương tiếc quý vị. Và có lẽ là sau khi mà quý vị đã chứng kiến qua cái cảnh tượng này, Thái Võ biết là sẽ có không ít người ở đây mình xem được, mình cũng cảm thấy mình tức giận một phần nào quý vị. Lẫn là những người đã xem qua đoạn video này, họ cũng đã bày tỏ cái sự bức xúc của họ như thế này đây. Thái Võ xin kính chào quý vị. Ở cái phần nội dung chương trình ngày hôm nay đã được Thái Võ thực hiện vào ngày thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023. Và qua đó thì như ở đầu video quý vị đã xem, Thái Võ biết là có lẽ là cô bác anh chị mình, khi mà chúng ta đã xem qua thì mình cũng không khỏi mình bất bình trước những cái hành động mà phải gọi là đáng chê trách của những người nhân viên bốc xếp hành lý đó. Có phải không quý vị? Và được biết thì đây là những đoạn video mà đã được những khách bay, người ta đã đi những cái chuyến bay của những phi trường đó và tình cờ người ta ghi hình lại được và người ta tổng hợp. Sau đó cũng như là người ta đăng tải ở trên những cái trang mạng xã hội trong những ngày qua quý vị. Và có một điều đáng nói là sau khi mà những đoạn video tổng hợp này đã được đăng tải trên những cái nền tảng mạng xã hội thì nó đã nhanh chóng, nó thu hút được nhiều cái sự quan tâm. Cái sự quan tâm của đông đảo nhiều người, trong đó thì cũng có nhiều khách nước ngoài thì họ cũng có để lại những cái ý kiến bình luận của họ, cũng như là đã có nhiều người Việt Nam mình sau khi xem được từ trong nước tới ngoài nước thì người Việt mình cũng đã bày tỏ cái sự tức giận nó như thế này đây. Thái Võ xin được đọc và chia sẻ một số cái comment cho quý vị mình nghe đây. Và kính thưa quý vị, qua cái đoạn video đó thì một người dùng có tên là Kevin Hiệp Nguyễn thì đã nói như thế này: đây là một cái chuyện hoàn toàn có thật. Tôi đã bay nhiều và cũng hỏng vài ba chiếc vali loại tốt, hỏng có nghĩa là hư vài ba cái chiếc vali loại tốt. Một chiếc thì bị vỡ ở cái chân đế, ở cái chỗ mà khớp với cái khóa phía sau vali, còn một chiếc thì bị vỡ tại cái cổ bánh xe, cái chỗ mà nối với cái vali. Và một chiếc nữa thì bị vỡ ở gần cái cổ tay cầm. Cái chuyện này nó hoàn toàn không hề hiếm đối với tôi. Và ngoài ra thì một người dùng có tên là Dung thì đã chia sẻ rằng: không hiểu sao mà những nhân viên trong clip này lại làm việc như vậy. Vali của tôi cũng đã rất nhiều lần bị méo, bị vỡ hoặc là bị bay cái đầu khóa kéo. Nên cho thôi việc những người lao động không có đạo đức nghề nghiệp kiểu như này. Và bên cạnh đó thì chính vì cái sự bức xúc quý vị, khi mà được xem qua đoạn video này thì nhiều người cũng đã nhận xét và cũng đã cho biết rằng quăng cái kiểu như thế này thì bảo làm sao mà đồ đạc không có hỏng hóc, gãy vỡ. Không hiểu sao mà cũng có nhiều người bên vực cho được. Nếu mà khuân vác vất vả quá thì có thể tuyển thêm người và chia cái giờ làm lại. Đâu ai bắt họ phải ôm hết việc rồi biện minh là mất cái thời gian, trong khi hàng quá thì nhiều, vất vả này kia. Hay là đồng ý là vất vả nhưng mà có thể để nhẹ nhàng hơn, để xuống nhẹ nhàng hơn, nó không đỡ mất sức hơn so với là ném theo cái kiểu như vậy hay sao? Chút hết cái cơn mệt lên tài sản của người khác, vậy thì hãy đi làm cái nghề khác đi. Và đó là cái bình luận của người dùng có tên là Yến Thu Thảo quý vị. Và theo Thái Võ nghĩ đó, có lẽ là ai mình cũng công nhận một điều rằng, nói về cái chuyện cái chiếc vali của mình bị hư hỏng, nó là một chuyện quý vị. Còn cái đồ đạc bên trong của mình khi mà bị quăng đến cái mức là phải bị bể nè, thậm chí là nó bị biến dạng, thì đó là một cái chuyện mà phải đáng nói hơn nữa nha quý vị. Theo đó thì một người dùng có tên là John, anh John là một vị khách nước ngoài, thì đã bày tỏ như thế này: tôi chẳng thể nào hiểu cái biển cảnh báo đồ dễ vỡ ở trong cái ngoặc kép, đồ dễ vỡ ở trong cái ngoặc kép, nó có còn cái tác dụng hay không. Tại sao mà các nhân viên này lại làm cái hành động như vậy, trong khi mỗi người thì đều có cái công việc riêng và ai cũng nên hoàn thành tốt cái công việc của mình. Hãy cho thôi việc thật sớm những nhân viên thiếu trách nhiệm như thế này để tránh gây thêm nhiều cái tác hại cho hành lý của khách bay về sau. Và bên cạnh đó thì một người dùng khác thì cũng đã cho biết như thế này:
Mỗi lần mà đi vào phòng đợi tại sân bay, tôi hay lại gần cái vách kính ở trên lầu để mà quan sát những cái chuyến bay đi và những cái chuyến bay đến. Thì tôi thấy là những nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay, họ quăng cái vali, quăng cái hành lý không thương tiếc, thậm chí là có chiếc vali thì bị rơi rớt cả 4-5 lần. Họ thì không có hề xếp ngay ngắn chút nào hết. Và đó là những cái bình luận tiêu biểu từ đoạn video ngắn này đã được lan tỏa trên những cái trang mạng xã hội trong những ngày qua quý vị. Thế Võ tin là khi mà quý vị mình xem qua video này, nó không hề muộn chút nào đâu. Nhất là cái thời điểm sắp tới nè, là dịp Tết Nguyên Đán năm 2024. Thế Võ biết là sẽ có một lượng lớn người Việt của mình ở hải ngoại, mình sẽ bay về Việt Nam trong cái dịp này. Vậy thì có cái cách nào để mà cái hành lý của chúng ta, hành lý của quý vị không bị rơi vào những cái trường hợp như thế này hay không ạ? Xin thưa là nếu mà nói về cái xác suất mà mình không bị cái này, không bị cái kia đó, thì thật ra nó khó nói lắm quý vị. Ví dụ người ta quăng sao mình biết, phải không quý vị? Rồi làm sao để mà mình có thể mình biết được cái hãng bay nào nó an toàn, hãng bay nào là đáng tin cậy để mà mình gửi cái lòng tin đây, làm sao mình biết được? Thì cũng xin thưa là cái chuyện đó nó hoàn toàn mình có thể gọi là hên xui thôi. Vì như quý vị cũng biết đó, đây chỉ là một số, đâu đó một số cái trường hợp có thể gọi là cá biệt. Nó không phải là hãng bay nào cũng vậy đâu. Có thể là hãng bay mà quý vị mình đang chọn, nó sẽ ok mọi thứ. Nhưng cũng có thể là cái hãng bay mà quý vị mình đang chọn nè, đâu đó nó cũng còn len lỏi những cái trường hợp cá biệt này, vẫn chưa phát hiện được. Thì chỉ còn một cái cách như thế này, Thế Võ nghĩ là nó cũng không tuyệt đối 100% đâu, nhưng mà ít nhiều nha, nó cũng hạn chế được cái sự rủi ro không có mong muốn. Chẳng hạn bây giờ, thay vì là Thế Võ biết nè, nhiều người Việt mình hay có cái thói quen, mình hay thường chọn đi về Việt Nam, mình hay đóng những cái thùng giấy cạc tông đó, cái tâm lý là đi cho nhẹ ký đó. Mà đặc biệt cái thùng giấy cạc tông thì nó mềm lắm quý vị, đi 2-3 chặng đường, nhiều khi là về tới Việt Nam Thế Võ biết luôn nè, nhão nhẹt cái chân. Thì bây giờ đó, thay vì là mình đi bằng cái thùng giấy phải không, thì quý vị hãy nên chọn những cái chiếc vali nào mà cái loại cứng nha, cái loại mà bằng nhựa dẻo đó, loại nhựa cứng cũng không được nữa. Dù cho là cái vali này mà có quăng hay có liền đi chăng nữa thì nó cũng có cái độ nhồi quý vị, nó nhồi lên nhồi xuống, nó không có bị va đập những cái đồ đạc ở bên trong. Thì nói chung thì cái này Thế Võ chia sẻ là nó cũng hạn chế một phần nào thôi, chứ mà tuyệt đối thì nó không có tuyệt đối. Còn phụ thuộc vào cái sự trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của những người nhân viên trong phi trường. Tại vì mình đi 2-3 chặng mà, có người đi 2-3 chặng, có người đi 1-2 chặng vậy ha. Nhiều khi mà cái chặng đầu tiên mình đi đó, thì những người nhân viên lúc này họ để cái hành lý của mình đàng hoàng, ngay ngắn, họ làm việc chuyên nghiệp. Nhưng mà chặng thứ hai thì chưa chắc quý vị. Bởi vậy mà nó còn phụ thuộc vào những người nhân viên trong phi trường đó, của những cái chặng bay đó, họ có cưng cái hành lý của mình hay không nữa. Thế Võ nói cái từ cưng theo cái ngôn từ cảm xúc của mình đó, là họ có cưng cái vali của mình hay không nữa quý vị. Và một cái cách thứ hai đó, thêm một cái cách thứ hai là có lẽ là khi mà cô bác anh chị mình ra phi trường, tốt hơn hết, dù là đồ đạc của chúng ta ở bên trong là hàng dễ vỡ hay là hàng không dễ vỡ gì đi chăng nữa, thì quý vị hãy nên dặn dò những người mà làm cái thủ tục check-in đó, nói là trong cái vali của tôi có những cái đồ đạc nó rất là dễ bể, dễ vỡ, hãy vui lòng nhẹ tay cho đồ đạc của tôi, mọi thứ nó được đảm bảo hoàn toàn vậy ha, chẳng hạn vậy. Thì khi mà qua một cái lời nói của mình như vậy đó, mặc dù biết là nó cũng hên xui thôi, nó cũng không có cái tác dụng gì mấy, nhưng mà nó không bổ bề ngang, nó cũng bổ bề dọc quý vị. Tại sao ạ? Thứ nhất đó, lúc này nè, người ta cũng biết được là người ta phải cần có cái sự trách nhiệm với cái hành lý của người này nè. Thứ hai đó là khi mà mình đã dặn dò trước như vậy rồi, mà nếu mà sau này mà có cái chuyện gì đó thì mình có thể mình chụp hình lại, mình khiếu nại hay gì đó quý vị. Thì nói chung thì ngày hôm nay có thể thì đây là những cái chia sẻ. Đương nhiên là Thế Võ tin là nhiều cô bác anh chị mình ở đây mình sẽ có cái kinh nghiệm hơn chính bản thân của Thế Võ đây luôn. Thì nếu mà quý vị nào những quý vị nào mình biết cái cách nào mà có thể tránh được những cái hậu quả nó không có mong muốn như thế này đó, quý vị cũng thể cho biết thêm một cái lượt chia sẻ trong cái phần comment của video này. Và nếu mà quý vị nhận thấy video ngày hôm nay Thế Võ chia sẻ là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thế Võ một like cũng như là một lượt subscribe, quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những thông tin trong những ngày kế tiếp. Và cuối cùng thì
Thái Võ không biết nói gì hơn. Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết tin tức này. Thái Võ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị ở những thông tin kế tiếp. Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn.